Một câu hỏi nữa con bạch thầy. Con nghe câu tướng chuyển theo tâm. Vậy nói chúng ta có thể dùng tướng mạo của mình để xem xét và đối chiếu với công phu tu hành. Xin hỏi có phải những người tu hành có tướng mạo xấu xí thì công phu tu hành cũng không tốt lắm có đúng không ạ? Cũng bởi vì điều Cũng bởi vì điều đó đôi khi con thấy bạn đồng tu mệt ốm lại khởi tâm chê bai là chắc dạo này không tu tập gì. Bạch thầy khai thị cho con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây tướng chuyển theo tâm, câu nói này thì cũng chúng ta thường gặp. Tướng chuyển theo tâm là sao? Đây không phải là một người xấu, một người xấu xí mà họ tu. Chúng ta biết là tướng mạo nó xấu xí, ví dụ người màu, người đen đen, thấp thấp lùn lùn chẳng hạn, thì cho dù tu đến đâu chẳng hạn, nó cũng không thể chuyển từ màu đen sang gì, sang màu trắng được. Cũng không chuyển, sẽ chuyển từ một người lùn có 1m2 thành một người gì, người 1m7, người 1m8 được. Thế như là người Đạo An Pháp Sư, là thầy của gì? Của Ngài Tuệ Viễn Đại Sư, là thầy của Sơ Tổ Tịnh Độ Tông đó. Ngài gì? Rất lùn, ngăm ngăm, da lại ngăm đen, răng lại vổ vổ nữa, cho nên rất xấu. Vì vậy Ngài đến xin, vào vì đến xin xuất gia, trong chúng gì? Ai cũng coi thường và coi gì? Một con người cái thân tướng xấu xí như thế này làm sao mà tu được? Cho nên Ngài đến xin đi tu mấy chùa thì không chùa nào dám nhận, không chùa nào nhận. Thế đến hôm Ngài đến một cái tu viện lớn, thì đến đó nghe cái vị hòa thượng đó là vị hòa thượng cao tăng, thạc đức, có thể là đắc đạo. Cho nên Ngài đến xin thì thầy chi khách, thầy quản chúng đều không nhận. Nhưng may thay thì lúc đó vị hòa phương trưởng trụ trì đi qua, đang nghe cái vị phương, nghe cái thầy quản chúng đuổi cái gì, cái chú Đạo An đó, cái chú Đạo An đó. Xong rồi thì thầy phương trượng đi lại hỏi, thì mới nghe thì Ngài Đạo An thì nhất tâm muốn gì, muốn xuất gia. Thế nhưng mà nghe chúng ở trong, thì trong chúng đuổi phản đối nhiều quá, cho nên đó, tổ mới bảo là thôi, nếu con muốn xuất gia thì thôi, thì chú nó muốn xuất gia thì các con thì cứ cho nó xuống bếp nó làm công quả một thời gian, nó thử thách xem nó có chịu được không. Nếu nó chịu được thì cho nó xuất gia, mà không chịu được thì thôi, tự nó sẽ bỏ đi thôi, làm gì phải gây gắt như thế. Phật môn là tận độ chúng sinh mà, thôi thì các con thì cứ cho chú một cơ hội. Vì nể phương trưởng chủ trì cho nên thầy quản chúng, thầy chi sự vân vân đó, mới thì cho nó xuống bếp, giao cho nó những việc nặng nhọc. Đó là gì? Ngày thì đi chăn trâu. Ngày xưa các thiền viện lớn thì thường là nuôi trâu để làm sức kéo mà, vừa lấy phân bón vừa lấy thì làm sức kéo, giống như người nông dân, gọi là quan điểm của Ngài Tổ Bách Trượng là một ngày không làm một ngày không ăn, là như thế. Cho nên ban ngày thì cho đi chăn trâu, ban đêm về thì bắt giá gạo, bổ củi, gánh nước đấy, cho nó làm thật nặng vào gì xem nó có chịu được không. Ban đêm á, giá gạo, bổ củi, gánh nước, tối khuya 11, 12 giờ đêm mới được đi ngủ, 3 giờ thì lại phải gì? Phải dậy để gánh nước và phụ bếp rồi. Sáng ra ăn xong bữa sáng thì bắt đi dắt trâu đi chăn cho đến tối rồi. Mấy bữa sau thì Ngài mới nói là đi chăn trâu như thế này uổng quá, cứ đọc sách. Xin lên thì lên thầy, xin thầy quản chúng với lại thầy ở tàng kinh các của chùa để xin gì? Xin các thầy ấy cho mượn quyển sách để đọc, đi chăn trâu để trâu nó ăn cả ngày chả có gì đọc cũng buồn lắm. Các thầy đưa cho quyển kinh A Di Đà. Đưa hôm trước hôm sau chú mang quyển kinh A Di Đà lên bảo là bạch thầy gì, con đọc xong rồi thì cho con gì, cho con quyển kinh khác. Hôm sau đưa cho quyển kinh Kim Cương. Thì đến tối về, đến hôm sau lên lại bảo chú, lại bảo bạch thầy con đọc xong rồi cho con thì xin quyển kinh khác. Thầy quản chúng với lại thầy quản lý thư viện phòng sách đó, thấy là hơi bực mình rồi nhưng mà không nói. Thì hôm nay đưa cho quyển kinh thật dày.
Hôm trước đưa cho hai quyển kinh thì mỏng mỏng, nó chắc nó đọc một lần nó xong. Hôm nay đưa cho quyển kinh thật dày, đó là đưa hẳn cho quyển kinh Pháp Hoa, đưa cho chú ấy buổi sáng, chiều về gì sáng sớm hôm sau nó lại gì, trước khi đi nó lại bảo đến tối nó lại lên, nó thì nó lại bảo là bạch thầy con đọc xong rồi cho con xin mượn quyển kinh khác. Mấy thầy nhau, mấy thầy mới bắt đầu là tập trung nhau lại, mới để quạt mắng chú một bữa, xả chú một trận, bảo là chú thế này thế nọ thế kia. Thế chú cũng chẳng nói gì cả, cũng chẳng nói là mình, chú chỉ nói là bạch thầy con đọc xong rồi, thế cũng chẳng nói là mình học thuộc cả, chỉ nói đọc xong thôi. Ví dụ như đọc xong, chúng ta biết một quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bảy quyển, dài như thế này, mà chú đi tu đi đi chăn trâu mà để có một ngày mà đọc xong, đọc xong rồi không 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 phải đọc xong hết một lượt, mà đọc gì, đọc thuộc lòng luôn các quý vị, thuộc lòng luôn trong gì, trong có một ngày thôi mà học thuộc lòng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sáng cầm quyển kinh chiều đã trả lại. Các thầy tức quá mắng cho một trận chú ấy vậy. Nhưng mà chú ấy không nói là mình học thuộc lòng, chỉ nói là con nào đọc xong rồi thôi. Thì các thầy mắng thì mày chú ấy chỉ gì, chỉ A Di Đà Phật, và tại con xin sám hối, thì nếu làm phiền gì các quý thầy thì con không dám làm phiền nữa. Và từ đó thì các thầy không đưa cho quyển kinh nào nữa. Và thôi không đưa quyển kinh thì thôi, chú có đọc đi đọc lại gì mấy quyển kinh A Di Đà, kinh Kim Cương và kinh Pháp Hoa mà hôm trước đọc thuộc rồi, một lần đọc sách là thuộc ngay. Hôm sau gì tuy không có sách nhưng mà ngày cứ đọc đi đọc lại như vậy. Một hôm có một vị thiền sư người gốc Ấn đến thăm vị hòa thượng đó, và nhìn thấy gì, đứa trẻ lùa đàn trâu về chuồng một cái, biết ngay đây là gì, đây là một pháp khí bậc long tượng ở trong gì, trong Phật giáo. Người này sẽ làm hưng danh, làm rạng danh cho gì, cho Phật giáo Trung Hoa ở đời sau đấy, trong một thời gian sau đấy. Và ngài đó chính là ngài Phật Đồ Trừng. Ngài vào tiếp xúc nói chuyện với hòa thượng Phương Trượng trụ trì xong, mới là kiểu như hỏi tỉ tê, hỏi rằng bạch thầy gì, dạo này ở trong chúng thì có người mới xuất gia không? Con là dạo này bên con bí người quá, chả có người chấp lao phục dịch. Các mấy đệ tử lớn lớn thì nó đi ở chùa riêng hết rồi, chả có chú nào mới mới đến cả. Chả có người để dọn dẹp, để làm công quả trong chùa, thì con cứ phải ra làm việc chúng, thì cho thời gian thuyết pháp giảng đạo nó cũng ảnh hưởng tới cái việc thời gian dạy học cho chúng. Hòa thượng có vị nào mới mới không, cho con xin một đứa về để nó làm những cái công việc dọn dẹp các thứ. Hòa thượng bảo rằng có thì có đấy, nhưng mà gì, nhưng mà sợ gì, sợ hòa thượng không nhận mà thôi. Thế mà vì sao có? Hòa thượng nói thế, bảo có thì có một, mới có một đứa nó mới đến xin tu là mấy tuần nay, nhưng mà gì, nó xấu lắm, người vừa đen vừa lùn, đoản tướng, chả có cái tướng tốt gì cả, xấu lắm. Thế ngài Phật Đồ Trừng mới hỏi vậy, có phải cái chú mà gì, mà thấp thấp lùn lùn, người đen đen mà mới lùa đàn trâu về buổi chiều đấy không? Hòa thượng bảo đúng đúng đúng, chính là gì, cái chú ấy đấy. Ở trong chúng này thì ai cũng gì muốn đuổi chú, nhưng mà con thì thấy thương chú ấy, cho nên ấy, để cho chú ấy xuống làm công quả dưới bếp, cho chúng để sắp xếp cho đi chăn trâu. Thế là ngài Phật Đồ Trừng bảo vậy thì con xin gì, xin thầy, xin hòa thượng gì cái chú ấy. Và về với ở với ngài Phật Đồ Trừng chẳng bao lâu, ở trong tòa pháp của ngài Phật Đồ Trừng thì Đạo An Pháp Sư trở thành một gì, một vị đại đệ tử danh tiếng của gì, của Phật giáo Trung Hoa. Ngài đâu có đâu, khi mà gì, chuyển tu thành gì, thành một cái vị gì, một vị đại pháp sư tam tạng đều tinh thông, đức hạnh đều gì, đều vượt trội, nhưng mà thân thể của ngài gì, nó có trắng ra đâu, nó vẫn đen đen như thế. Rồi nó cũng có cao lên 1,5 m, 1,7 m đâu, ngài vẫn 1,3 m, 1,4 m như thế. Đó. Cái câu mà gì, các tổ nói là tướng chuyển theo tâm ở đây. Ví dụ như là sao? Khi chúng ta vui thì nét mặt chúng ta sao? Nhìn nó rạng rỡ. Khi chúng ta buồn thì nhìn nét mặt chúng ta gì? Nó xị xuống. Và khi chúng ta nóng giận thì nhìn cái gì, sắc mặt chúng ta sao? Nó đỏ lên như gì? Như con gà chọi mà. Đó, có nghĩa đấy, ý tướng chuyển theo tâm, đây là ý muốn nói gì ở cái phạm vi như thế.
Còn nếu mà chúng ta tu lâu, chúng ta tu lâu thì cũng có thể nó chuyển được một tí cái tướng gì, từ cái tướng cau có sang cái tướng gì, ưa nhìn từ bi. Đó, như vậy, nó như thế. Chứ còn ở đây thì Phật tử này nói là có một thời, có những trường hợp người khi mình ốm mình không công phu được, thì có bạn đến này lại nói chắc dạo này lười tu cho nên gì nó mới thế chứ, người bị người ta chê bai như thế như thế. Cái đấy thì có gì mà buồn đâu. Khi chúng ta già, da chúng ta chắc chắn gì sẽ bị đổi mồi hoặc bị gì, bị nhăn nheo, giống như Đức Phật Thích Ca. Khi về già, ngài cũng đâu có đẹp như gì, có hảo tướng như khi còn 30, 40, 50 nữa đâu. Da ngài cũng vẫn theo gì, theo cái sự quy luật vô thường ở thế gian, đó là sinh, già, bệnh và chết. Đức Phật thì không phải chết mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng thân thể của ngài cũng bị già và bị yếu đi theo năm tháng, theo thời gian mà. Cho nên ấy, ở đây đã khi mà gì đã là quy luật thì nó không từ một ai. Ví dụ cái quy luật sinh già bệnh chết đó là quy luật, thì đến Phật thì hiện ra ở thế giới này để phổ độ chúng sinh thì Phật cũng phải gì theo cái quy luật đó để có sinh, có già, có bệnh và có chết. Nhưng với chúng sinh thì gọi là chết, vì chết là gì, là để tái sinh, chết là để đi đầu thai, hoặc chết là bị đọa lạc. Nhưng còn Phật đó thì không bị cái đó, cho nên Phật gọi là gì, gọi là nhập Niết Bàn. Phật gọi là nhập Niết Bàn, còn chúng ta thì gọi là gì? Gọi là chết. Còn các tổ thì gọi là gì? Gọi là thị tịch, hay còn gọi là tịch diệt. À, các bậc, các vị thánh tăng A-la-hán thì gọi là tịch diệt hay là thị tịch, vân vân. Hay cũng có thể gọi là gì? Nhập Niết Bàn. Đó. Còn ở đây thì Phật tử này nói rằng á, nếu mà đối chiếu với cái công phu tu hành và tướng mạo mà nói, là tướng chuyển theo tâm á, thì cái khi tu hành mà không tốt thì tướng nó sinh ra thế này thế nọ thế kia xấu xấu, khi mà hoặc là khi gì, đôi khi mà bị ốm bạn đồng tu lại chê bai là dạo này không tu thế nọ thế khác vân vân đó. Thì thôi cái này thì thầy nghĩ là cũng đừng có quan tâm được cái đó lắm làm gì. Người học Phật chúng ta đừng có buộc lạt vào mình làm gì, đừng có buộc dây vào mình, đừng có tự trói vào mình làm cái gì cả. Những cái đó là những cái câu nói cửa miệng, những cái câu nói đó là cái phương tiện, cũng không phải nặng nề làm cái gì cả, cứ bình thường đi. Rồi người ta có chê hay là có nói như thế nào đó thì tùy duyên đi. Nhưng đây thầy phải nói là cái tướng tùy theo, tướng chuyển theo tâm này, cái này nó chỉ là một cái gì, một cái khía cạnh thôi, chứ không phải là nó gì, nó không phải là chân thực pháp, mà nó gọi là quyền pháp, là pháp phương tiện. Quyền pháp tức là pháp phương tiện thôi, mà đó là phương tiện thì gì, không phải là thật. Đấy, người học Phật chúng ta nếu mà chấp vào cái phương tiện để là thật, chấp vào cái quyền pháp là thật đó, thì là cũng là gì, là sai. Cho nên cái này chỉ là cái câu nói để chúng ta nương vào đó để sách tấn nhau tu tập, và cũng thấy là gì, cũng có thể nói chuyển thực. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, ngài bắt đầu từ khi xuất gia cho đến nay là 88, 89 tuổi rồi, ngài vẫn gì ăn chay trường thanh tịnh, cho nên thân thể của ngài gì không bị ốm đau, bệnh tật không mất một viên thuốc nào từ khi xuất gia cho đến giờ chẳng hạn, vân vân. Trước đấy thì vẫn có, nhưng sau khi xuất gia rồi thì không mất viên thuốc nào, vì ngài ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, làm các việc phúc thiện, cho nên chúng ta thấy sắc diện của ngài cũng hồng hào và khỏe mạnh. Thì đấy có thể nói gì, tướng cũng gì cũng chuyển theo tâm là như thế. Cái đấy trường hợp đó thì có, nhưng mà ở trong một cái phạm vi gì nhất định, một cái phạm vi gì vừa phải thôi, chứ không phải là tất cả. Đó. Thì khi mà tất nhiên đây là chỉ cho người mà tu hành mà chân chính tu hành thì đắc đạo thì mới có thể chuyển được ở cái mức độ như thế. Còn hàng phàm phu chỉ có ngày thì mấy chàng niệm Phật, mấy thời tụng kinh ấy, tham sân si còn đầy rẫy thì làm sao mà chuyển được cái tướng như thế. Đấy là cái nói thêm thì chúng ta biết thôi. Câu hỏi này nói tóm lại là Phật tử này cũng không nên chấp vào cái đó làm cái gì lắm, cũng không nên lấy buộc lạt vào mình làm gì, tự trói mình làm gì, mà hãy thoáng đi, đừng có nặng nề vào cái đó làm gì.